Trên thị trường Việt Nam chúng ta, hàng Samsung chủ yếu là về từ Nhật với các chiếc máy như S5 AU hay là Note 3 AU vân vân. Tuy nhiên, con máy mình đang có ở đây là chiếc Galaxy S5 Active đến từ thị trường Mỹ. Và đây là sản phẩm qua sử dụng, hàng chỉ còn là 99% thôi. Clickbuy thì đưa về Việt Nam chúng ta và anh em bỗng dưng là có cái sự quan tâm về máy này rất là nhiều. Lượng view về Galaxy S5 Active là cao vượt qua những gì mà mình tưởng tượng. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một bài đánh giá chi tiết xem Galaxy S5 Active có đáng mua hay không và nó khác biệt gì so với S5 thường. Và nếu các bạn quan tâm về giá bán, hãy truy cập website clickbuy.com.vn. Hiện nay thực ra mới chỉ thấy mỗi Clickbuy là đang bán cái con dị dị này mà thôi. Đầu tiên thì về thiết kế, S5 Active thì Samsung dành ra một cái dòng Active riêng để nói lên những cái sản phẩm rất là cơ động của mình. Nó có một thiết kế hầm hố với cái đường viền xung quanh là được bao bọc hoàn toàn bằng nhựa. Nhựa này là nhựa cứng chứ không phải là nhựa mềm. Thế nên cái độ bền của nó cũng cao hơn rất nhiều. Nếu như cái màn hình trước đây chúng ta của Samsung S5 là những cái đường viền xung quanh bằng nhựa mạ bóng, nó sẽ dễ bị bong tróc, trầy xước. Thì con này không bao giờ, chắc chắn là da các bạn sẽ bị bong trước khi làm bong cái viền của máy. Và cái đường viền hầm hố này khiến cho S5 Active cũng tạo sự khác biệt. Mình nghĩ rằng không nói không ngoa chứ con này là con S5 đẹp nhất mà mình đã từng thấy từ trước đến nay. Ở phía sau của nó còn được trang trí nhìn rất đẹp, có cả phiên bản RGB. Tuy nhiên ở cái bản Việt Nam đem về là chỉ có duy nhất cái bản mặt lưng thường như thế này thôi. Nó sẽ có logo nhà mạng dòng chữ S5 Active. Và mặt lưng này được làm họa tiết như thế thôi nhưng mà vẫn có thể bóc nó lưng ra bình thường. Khi ta bóc nó lưng ra, bên dưới sẽ có cục pin có dung lượng tương đương với Galaxy S5 thường và có thể thay thế nhau được. Nó ta khai cắm thẻ nhớ cũng như là khai cắm SIM. Bộ nhớ trong của máy sẵn là có 16GB. Trong thiết kế, bên cạnh vẻ bên ngoài khác biệt thì Galaxy S5 Active có một vài chỗ khác nữa. Đó là về phím cứng. Nếu như ở Galaxy S5 thường sẽ có khu vực cảm ứng vân tay thì trên chiếc máy này không có. Nó sử dụng 3 phím cứng gồm phím đa nhiệm, phím home và phím back nằm bên dưới. Thì tại sao phải làm như vậy là do máy chống nước thì phải làm thì xuống nước mới có thể sử dụng được bình thường. Và những phím này có cảm giác bấm rất tốt, độ đàn hồi của phím tuyệt vời, không bị lún sâu và không bị kêu cạch cạch vào ban đêm cảm giác khó chịu. S5 Active còn có một phím xanh ở đây. Phím này sẽ có công cụ là phím tắt nhanh, đặc biệt là dành cho những ai mà người hướng đến là khi mua sản phẩm này là như là các bạn đi du lịch, các bạn đi leo núi thì nó có là bàn này, có đèn flash này, có stopwatch này, có thể đo được độ ẩm và một số thông tin khác luôn. Và đương nhiên là không thể thiếu là đây chúng ta có thể đo được cả nhịp tim và các thứ khác. Cái này chính là phục vụ chính cho tại sao Samsung tạo ra cảm biến nhịp tim ở phía sau cho Galaxy S5 hay S5 Active, chủ yếu là dành cho những người khá là năng động. Trên cái sản phẩm này của mình thì màn hình của nó được giữ nguyên giống như Galaxy S5 thường, tức nghĩa là độ phân giải Full HD và chúng ta sẽ sử dụng công nghệ màn hình Super AMOLED. Nhưng mà dễ dàng nhận ra là độ sáng của nó mình cảm giác là thấp hơn một chút so với Galaxy S5 thường và tương đồng với lại Galaxy S4 trước đây của nhà sản xuất này. Và trong quá trình sử dụng thì mình muốn nhắc nhở các bạn một chút là khi chúng ta để chế độ tự động sáng thì mức sáng tối đa mà màn hình này nó sẽ giới hạn là chỉ còn 300 nit mà thôi. Nếu các bạn muốn có được mức sáng tốt nhất để ra ngoài trời, hãy tắt chế độ tự động đi và kéo lên ở thanh cao nhất. Đây là một điểm mà khá đặc biệt trong quá trình sử dụng mình mới phát hiện ra. Trên Galaxy S5 Active thì sự khác biệt về phần cứng là không nhiều. Chúng ta có vi xử lý Snapdragon 801 vẫn có 2GB và màn hình thì như vừa rồi. Màn hình này chúng ta thì thiên về cái gam màu rất là tươi và nịnh mắt của những công nghệ Super AMOLED như thường lệ. Và về hiệu năng thì S5 Active chạy rất nhanh. Nếu không muốn nói là mình cảm giác nó nhanh hơn so với Galaxy S5 thường cũng như là S5 phiên bản AU. Ở đây thì sản phẩm này của mình đã có sẵn Android 5.0 rồi, rất là tuyệt vời. Chúng ta không cần phải lo lắng là về Việt Nam phải update như thế nào hay là có bị update được hay không. Thì Galaxy S5 Active mua ra đã sẵn Android 5.0, mọi thao tác tỏ ra nhanh và mượt hơn. Mình không thấy nó lag và chậm giống như là con Galaxy S5 chạy chip Exynos chính hãng hay là Galaxy S5 AU, cảm giác không mượt bằng con này. Con này mượt hơn khá là rõ rệt. Có lẽ đây là vấn đề về phần mềm. Thực chất là khi Samsung sản xuất ra các mẫu máy dành cho thị trường Mỹ, họ cũng có những tiêu chuẩn khác và một phần có lẽ là do phần mềm cũng làm ngon hơn. S5 Active thì do máy Mỹ của nhà mạng nên nó có rất nhiều ứng dụng rác ở đây, vô cùng là nhiều luôn. Và đây các bạn thấy là trên sản phẩm này chúng ta không thể xóa được và bắt buộc phải root mới xóa. Nhưng may thay Samsung có trang bị trên Android 5.0 của họ một tính năng là nếu các bạn không thích cái nào các bạn chỉ việc bấm xóa thì thay vì xóa nó có thể ẩn đi được và vô hiệu hóa ứng dụng này luôn, sẽ không được hoạt động nữa và một phần nào đấy sẽ giải phóng được bộ nhớ RAM cũng như là khiến ta không nhìn thấy những ứng dụng rác ở phía trên launcher của chúng ta nữa. Nên các bạn yên tâm là vấn đề đấy không cần root cũng sẽ xử lý một cách dễ dàng. S5 Active thì với điểm AnTuTu có được bằng phần mềm mình chấm, nó có 45.000 điểm và đồ họa 3D với GPU có trên máy là được 13.000. Tức nghĩa tất cả các game ứng dụng nặng nó có thể chiến rất nhanh và mượt mà, không phải xoắn. Các bạn yên tâm là chip 801 bây giờ vẫn đủ sức chơi các game ứng dụng nặng trên thị trường, không thua con nào hết. Về Galaxy S5 Active thì thời lượng pin của nó khá ổn với những gì mình trải nghiệm. Đặc biệt là với chiếc máy này thì phần mềm của nó có hai chỗ. Đầu tiên là mỗi khi kết nối wifi ấy, thì lúc nào trên thanh thông báo trạng thái sẽ hiển thị tên của wifi các bạn truy cập, không tắt cái này được. Khá là bựa, không phải sao nó cứ luôn luôn hiển thị 24/24 ở đây. Và ngoài ra chúng ta không có công tắc bật tắt nhanh dữ liệu mạng.
Tức nghĩa là chúng ta không có phím tắt, bật tắt data, mà các bạn muốn tắt thì chúng ta lại vào phần cài đặt này. Sau đó chúng ta sẽ đi đến cho mình cái phần kết nối dữ liệu mạng đầu tiên và chọn cái mục data usage và các bạn tắt nó đi. Còn nếu không bình thường sẽ không có phím tắt công cụ này. Cũng như Galaxy S5 Active thì ở đây người dùng có thể thoải mái tắt được hai cái công cụ đáng ghét, đó là AdFinder và Quick Connect. Bình thường thanh thông báo cứ kéo xuống ấy là nó sẽ có. Tuy nhiên trên Galaxy S5 Active thì không có những cái phím khó chịu này. Và một đặc điểm cuối cùng là Galaxy S5 Active luôn luôn hiện biểu tượng mạng 4G. Vâng, kể cả đem về Việt Nam khi các bạn tắt wifi chuyển sang dùng mạng 3G, biểu tượng 4G vẫn nhảy sóng bình thường và chúng ta thể truy cập internet tốc độ rất cao. Nó không khiến làm cho các bạn nhanh hơn đâu nha, nhưng mà mình thấy biểu tượng 4G là khá là thích mắt rồi. Và cái này stock nó có sẵn luôn. Và các vấn đề như tin nhắn thì mình vẫn nhắn tin và thao tác hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì hết. Camera của máy hiện nay mình trải nghiệm thì giống hệt với Galaxy S5 thường, nó sử dụng cảm biến ISOCELL. Thì cảm biến này của Samsung đem lại tốc độ lên nét nhanh, độ chi tiết rất cao, đặc biệt chúng điều kiện đầy đủ sáng thì tuyệt vời, rất bá đạo. Và với điều kiện chiếu sáng thì nó vẫn đương nhiên là theo thói quen Samsung, ảnh sẽ bị noi nặng hơn, và đặc biệt là trong những trường hợp nó còn làm bệt lại, chụp người không được đẹp cho lắm. Galaxy S5 Active thì vẫn có nhiều chế độ chụp như là Beauty Face, Short and More. Và với sản phẩm này thì chúng ta hoàn toàn có thể xuống nước chụp ảnh được, là do chúng ta có thể sử dụng phím cứng như tăng giảm âm lượng để chụp hình, và các cái phím điều hướng bên dưới này có thể thoát hay là khóa máy được. Và như vậy mình hoàn thành xong bài đánh giá về Galaxy S5 Active. Cái điều duy nhất mình chỉ khuyên các bạn là khi mua có thể chọn về hình thức bên ngoài xem là máy có bị sứt mẻ quá nhiều hay không. Trải nghiệm một chút xem để test pin xem pin có ổn hay không. Thì đấy những cái ra đắn đo. Nhưng đừng sợ nếu mà pin sụt ấy, các bạn mua cục mới của Galaxy S5 thay thế vào hoàn toàn bình thường. Nhấn mạnh nhé, các bạn chỉ cần chọn hình thức bên ngoài thì ok là chúng ta sẽ mua mà thôi. Cảm ơn cửa hàng Clickbuy đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Còn thời điểm hiện tại, S5 Active là một sản phẩm rất đáng mua. Với khoảng chưa tới 5 triệu đồng, các bạn sẽ có một máy thiết kế hầm hố tuyệt vời, chống nước và chống bụi bẩn rất là ấn tượng với cả tiêu chuẩn quân đội của Mỹ. Cho tay màn hình hiển thị tốt, nhưng quan trọng là hiệu năng tuyệt vời, nhanh mượt mà, có Android 5.0 và một số sự thay đổi về phần mềm thì các bạn theo dõi video sẽ hiểu rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.